xa là thần long của thời đại mới, thời 4.0 xa là thần long, ta di hành mang kiến thức tới nông dân, ta là thần long của thời đại mới, thời 4.0 tình 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 ta đình tình 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 ta đình tình tình ta đình tình 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 tình. Trời ơi thần long, thần với cô trợ lý xuất hiện làm con hết hồn mà. Thần long xuất hiện thì mừng chứ sao hết hồn, làm như tao quỷ vậy. Làm gì, hát ổi ăn hả? Dạ không có, con bọc lại mấy trái ổi thôi. À, tránh tình trạng sâu rầy nó bu vô nó ăn đúng không? Dạ. Ừ, thích mấy người mà chăm chỉ làm ăn. Alo, vậy đó anh nghe nè em yêu. Cái gì, em kêu anh đi rước con hả? Tại sao em không về liền em rước con? Cái gì, có bói hả? Có bói cho lại bà Sáu với con bà Sáu nữa. Anh cấm em nha, không được đi coi bói, về liền cho anh. Anh còn biết bao nhiêu công việc nữa, ra còn đi thăm đồng nữa kìa, nghe không? Ừ. Cái gì nóng vậy con? Dạ vợ con đi qua nhà ông thầy bói, ông coi mấy cái vụ mùa gì đó. Ủa sao mà đi đi coi bói mà coi vụ mùa là sao? Con cũng đâu biết đâu, mấy người phụ nữ là vậy đó. Thần ở đây nha, con vô con đi rước mấy đứa nhỏ. Ờ. Dạ. Thiệt tình. Hồi nãy nghe nó nói không? Dạ. Vợ của nó đi coi bói. Đúng. Nói về cái vụ mùa màng. Đó. Chuyện này là không đúng rồi. Nguy quá, bây giờ phải làm sao đây thần làm ông ơi? Làm sao đi? Cho ta coi hình ảnh đang xem bói của ông thầy này. Dạ đây. Ông này. Ta là thần nông của thời đại mới, thời bói chẳng không. Từ rồi thầy coi cho. Ba nói với má còn khóc. Thấy chảy nước mắt kìa. Khối kiểu này mà không chảy nước mắt mới lạ. Ừ, im lặng để thầy khấn. Im lặng để thầy coi nha hồ. Cái nữ này nè là theo như thầy biết á là có nhiều trai làng đeo đuổi lắm đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Mà gần tới ngày cưới cái tự nhiên bỏ của chạy lấy người đúng không? Trời thầy hay quá. Biết sao không? Tại vì đây nè là tám vía lận đó, là không biết là nam hay nam, nữ hay nữ, cứng hay cứng hay mềm mềm, không biết bên. Ê vừa phải không nha, vừa phải không nha. Con cái gì vậy? Nói tám vía gì? Nam nam nữ không ra nữ là sao? Ý nói tôi là đàn ông không đàn ông, hay đàn bà không là đàn bà hả? Trời ơi, tự nhiên bây giờ có bói hành, tới đây có bói hành, tới nghe lộn. Nghỉ ha, đi về. Thôi, đi về. Chờ má chút xíu cái con này. Thôi bây giờ để thầy coi cho nha. Dạ. Ừ. Còn tình lắm đó. Trời. Gì vậy thầy? Được rồi nè. Cái đó là cái gì? 35 tuổi á, nhỏ này nè, có người tới hỏi đó. Nhưng mà người này lớn hơn con tới 24 tuổi lận đó nha. Tới cưới má tôi hả? Phải này cưới con, nhưng mà người này có tiền nhiều lắm, hiểu không? Vậy cũng được, nó xúc tay gãy gọng gì tôi cũng gả luôn cho rồi đi. Xúc tay gãy gọng mong gả cho con là sao? Sao má không gả cho ổng đi? Cái này thiệt á, mày đính đi, để ra coi cho. Trời ơi. Cái gì nữa thầy? Chết rồi. Cái gì vậy? Anh hai bà xui lắm đó nha, phải cúng giải hạn đi. Dạ. Bà mới bị mất chiếc xe đúng không? Trời ơi, thầy hay quá, sao thầy biết? Sao không biết? Cả thầy sớm này ai không biết mà má. Cái quẻ nó hiện lên chứ, cả sớm này biết, tao không biết rồi nha. Tao không biết má thầy mất xe rồi nha. Còn nữa nè. Hả? Cái ruộng tôi sao? Cái ruộng của má mày á, có con yêu gì nè. Con yêu gì? Con yêu nhện nhện. Con này nó có 8 chân lận. Con nhện 8 chân? Ừ. Thôi đúng rồi, vậy là con nhện vé rồi. Đó, nông dân của tụi con kêu là con nhện vé đó. Thầy hay quá. Mà thật tình là con chưa có thấy nó bao giờ, chỉ nghe là kêu nhện vé thôi. Hết rồi, chắc là phải ra ruộng coi liền quá. Thôi bây giờ về đi. Dạ. Bây giờ thầy chỉ nè. Chỉ sao? Đi lên cái điểm tư vấn nông nghiệp đó. Có họ hỏi nè, anh nói tên là Ba Cùng. Ôi, Ba Cùng đẹp trai lắm. Ba Cùng đẹp trai, giống như diễn viên điện ảnh vậy đó. Đẹp trai lắm, trời ơi, điện ảnh mà thích. Trời đất ơi. Ông đang có bói cho tôi làm gì vậy? Không phải, chỉ cho gặp anh Ba Cùng á, Ba Cùng ảnh tư vấn cho cái vấn đề con yêu nhện 8 chân này nè. Có, tôi có nghe người ta nói anh Ba Cùng hay lắm. Ừ. Bây giờ để tôi chạy ra ruộng tôi coi cái con nhện vé nó đi rồi xong tôi gặp anh Ba Cùng. Đi về thôi. Bây giờ đi rồi mình... Đây, tôi trả nè. Bây giờ về đi. 5 triệu cúng đúng không? Ừ. Rồi 5 50 ngàn tiền...
coi đúng không? Bây giờ tôi đặt cọc trước 500 ngàn nè ha, rồi có gì rồi mùng 1 Tết rồi tôi đem qua thêm 4,5 triệu 50 nghe. Nhớ nha, nhớ đem đủ 5 triệu mua đồ cúng sao giải hạn cho. Cảm ơn thầy. Ta là thần nông của thời đại mới, thời bốn trăm không. Trời đất ơi, có thấy nhện vé nào đâu mà thầy bói nói là có nhện vé trời. Ta là thần nông thời đại mới, thời 400 không tới đây. Dạ con chào thần nông, chào cô thư ký. Chào Sáu, cũng là buồn phiền rồi lo âu cái chuyện ruộng lúa, sao vậy? Trời ơi con nói vậy khổ lắm, con đi coi bói, thầy bói mới nói là ruộng con là có nhện vé. Làm nông mà đi coi bói làm chi vậy? Mà nãy giờ có thấy con nhện vé không? Có thấy con nào đâu, mò từ nãy giờ cả buổi luôn không làm thấy. Làm sao thấy con được hả? Con nhện vé nó đâu phải là con giống như con nhện thường, nó có một chút xíu thôi. Mắt thường không nhìn thấy được. Vậy hả? Phải dùng kính lúp. Đó, phải có kính lúp không? Chắc phải đi mua quá. Thôi bây giờ khỏi cần, chờ dạ. Tôi chút xíu. Có cái người lại ta hướng dẫn cho, được không? Dạ dạ được, con cảm ơn nhiều lắm. Im lặng. Cùng ơi cùng của nông, cùng của nông đến đây nông cần. Chú ba. Hả? Ủa? Trời ơi. Thần nông. Trời ơi, sửa cái máy bơm không cũng yên thân với thần nông nữa trời. Chú đã sát cánh với tôi, giúp đỡ cho bà con. Thì lúc nào tôi cần chú yểm trợ thì chú phải tới liền chứ. Ủa mà hôm nay thần nông cần ba cùng chuyện gì? Đây, cái chuyện như thế này. Ta nói á, tôi nghĩ là trời nắng nóng như vậy thì làm gì có nhện vé. Mà người ta nói là ruộng tôi có nhện vé. Mà tôi cũng lấy cái thuốc mà xịt nhện ở trên cây cam á. Hả? Tôi mới xịt nhện vé cho cây lúa. Trời đất ơi. Mà sao nó vẫn bị tôi không hiểu. Trời đất ơi. Để con nói thím Sáu nghe nè, phải sử dụng thuốc đặc trị nhện vé chứ. Mà hả thím Sáu dùng thuốc phun cho trái cây á. Dạ. Mà phun cho lúa thì không có trị được nhện vé là đúng rồi. Với lại thím Sáu biết sao không, nhện vé bây giờ là xuất hiện quanh năm luôn. Ủa? Nó nằm sâu trong bẹ lúa. Rất là nhỏ. Vậy tôi phải đi mua kính lúp rồi. Khỏi cần, tôi đã nhờ chú ba đến đây, có gì chú ba giúp đỡ cho. Dạ. Chú ba. Dạ. Cho mượn cái kính. Đây là kính lúp đây nè. Dạ. Thím Sáu. Đó, rất là đơn giản. Ồ. Đó, mình mở ra như thế này nè thím Sáu. Dạ. Thấy không? Kiếm con nhện vé cho ba xem cái đi. Đây. Tước cái vỏ ngoài của cây lúa ra, đó cây lúa đang bị bầm nè. Tước dạ. Cái cây lúa bị bầm ra. Nè. Đó quay qua cho Sáu xem. Ơ, à, kìa. Cái gì trời ơi? Thấy con nhện nó bò lúc nhúc không? Thấy con nhện kìa. Rồi đó. Dạ. Nhện vé đó, mấy chân? 8 chân. Chính xác là nó. Trời ơi, thầy bói nói con nhện 8 chân hay thiệt á. Chính xác, thầy bói rất giỏi, con nhện 8 chân. Dạ. Con người có hai chân à, bà á. Ủa chứ lẽ tôi ba chân trời. Ông quá hay. Thần cứ chọc tôi hoài hả? Đó. Giờ tôi thấy rồi. Thím Sáu thấy rõ chưa? Dạ. À, thím Sáu mà không dùng loại thuốc đặc trị thì không bao giờ nhịn vé nó chết. Vậy hả? Vậy giờ tôi phải dùng thuốc gì? Dễ lắm thím Sáu. Dạ. Để tiêu diệt nhịn vé. Dạ dạ. Chúng ta dùng thuốc đặc trị Kinalut của công ty Lộc Trời. Kinalut. Chú vậy là bây giờ mình phải xịt lúc nào mới đúng. Dạ. Xin chú ba nhường cho tôi. Dạ. Đó, trước khi xả lúa, chúng ta phải làm vệ sinh thật sạch đồng ruộng. Đó, trước khi lúa trổ 5 tới 7 ngày, dạ, chúng ta phải xịt thuốc ngăn ngừa nhện vé. Được chưa? Dạ, nghe nhớ rõ không? Rồi, dạ nhớ rồi. Đơn giản vậy dạ. Thôi, có gì không biết kiếm tôi. Dạ, quá cảm ơn thần nông. Ơn nghĩa gì trách nhiệm của tôi. Thần nông nói rất là chính xác. Vậy là ba cùng này thất nghiệp rồi. Không có đâu, cũng phải nhờ chú ba chứ. Đúng rồi, thần nông thì là có kiến thức dân gian rất là chuẩn nè. Bên cạnh đó hả còn kết hợp kỹ thuật canh tác rồi thuốc đặc trị nữa. Chắc chắn là vụ mùa bội thu luôn. Dạ, dữ trội luôn. Thôi, không có thời gian nữa đâu. Còn ba dùng khác nữa. Dạ, con cảm ơn thần nông nha. Cảm ơn cô gì, ơn nghĩa gì. Thôi, ở đây có gì là tâm sự với lại Sáu nha, hướng dẫn ba thêm nha. Tôi qua bên kia à. Dạ cảm ơn thần nông nhiều. Tạm biệt bà con ở đây nha. Tạm biệt nha. Đi lên đường. Lên đường. Ta là thần nông. Ta đi tự kiên. Dân danh bậc số tấn công. Chú xem kỹ nha chú Tư. Hờ, ruộng lúa tôi bị nhện vé gây hại rồi. Chú không lo, đã có Kinalut 25EC chuyên gia phòng trừ nhện vé. Đây mới đúng là một chuyên gia. Kinalut 25EC chuyên gia phòng trừ nhện vé. Sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời, do bảo vệ thực vật An Giang phân phối. Tập đoàn Lộc Trời phối hợp cùng công ty truyền thông Xfinity thực hiện chương trình này.